Chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Honda Super Cup C125 và Minky 125 FS 2020. Team tùy chọn cái màu đen cực kỳ chất. Các gam màu sắc mới được tiết lộ cho cái dòng Super Cup C125 và Minky 125 FS cho cái năm 2020. Một cái tạp chí nổi tiếng đã đăng tải một số ảnh được giới thiệu trong một cái cuộc họp chào bàn sản phẩm mới cho những đại lý của Honda Nhật Bản. Trong đó có tiết lộ về cái mẫu màu mới của cái dòng Super Cup C125 và Minky 125 ABS 2020. Dường như không có những thay đổi về mặt thông số kỹ thuật và giá cả, nhưng đối với cái dòng Minky 125 2020 có cái sự xuất hiện cái công nghệ chống bóng cứng phanh ABS. Với một mức giá là vẫn không đổi thì Minky 125 ABS 2020 dự kiến được phát hành trong cái tuần tháng 4 năm 2020. Giá bán rơi vào khoảng là 440.000 yên, tương đương khoảng là 93.500.000 đồng. Còn chiếc Honda Super Cup C125 2020 sẽ được phát hành vào trong tuần tháng 7 năm 2020 với mức giá dự kiến là 477.000 yên, tương đương khoảng là 85.800.000 đồng. Honda Super Cup 125 2020 vẫn có những nét đặc trưng của một cái huyền thoại Super Cup C100 được sản xuất vào năm 1968. Xe có một thiết kế rất là cổ điển, vẫn có dùng cho mình cái có động cơ SOC 125 khối phun xăng tử hộp số tự động 4 cấp cho ra một công suất 6,79 kW tại mô tô là 7.500 phút, moment xác tại 9,98 Nm tại mô tô 5.000 vòng 9 phút. Trong khi đó, nửa sau thế kỷ thì Honda Minky vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng với cái bộ bắp thiết kế tay lái nhô cao, yên xe to. Sức mạnh của cái chiếc Honda Minky 2020 đến từ cái động cơ SOC 125cc tích hợp phun xăng tử sinh ra một công suất 8,9 lực cùng với cái moment xác đại 10,5 Nm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.